vị và các bạn, cây rau màu là một trong những loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, đòi hỏi sản xuất rau phải tuân thủ những quy trình kỹ thuật trong canh tác, tạo ra sản phẩm rau an toàn. Trong năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Mỏ Cày Bắc thực hiện mô hình trồng rau màu trong nhà lưới kết hợp hệ thống tưới phun tự động nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời góp phần đa dạng hóa mô hình trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, đảm bảo chất lượng sản phẩm sạch, góp phần phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và cộng đồng. Trong chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự về hiệu quả của mô hình này. Mô hình được thực hiện nhằm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến tận nông dân, tham gia thực hiện chương trình đào tạo nông dân, trở thành những nhà nông có kỹ năng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật để sản xuất rau an toàn. Tạo điểm trình diễn nhằm từng bước hình thành vùng chuyên sản xuất rau an toàn các loại để cung cấp cho người tiêu dùng, góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Xây dựng mô hình trồng dưa leo trong nhà lưới kính có hệ thống tưới tự động, không sử dụng thuốc hóa học trên dưa leo để đảm bảo chất lượng sạch. Tổ chức một mô hình mẫu, sau đó nhân rộng ra các xã còn lại có nhu cầu trên địa bàn huyện. Ông Võ Văn Lượm ở ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc đã đầu tư xây dựng nhà lưới trồng rau màu trên diện tích đất 1.000m² với tổng kinh phí 17 triệu đồng. Trong đó, Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở thuộc Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ nguồn vốn 12 triệu đồng xây dựng nhà lưới, hỗ trợ tiền hạt giống, phân và hệ thống tưới. Ngoài ra, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Mỏ Cày Bắc phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật huyện hướng dẫn tập huấn cho nông dân về quy trình kỹ thuật thiết kế nhà lưới và sản xuất rau an toàn. Trong vụ đầu tiên, ông Lượm trồng dưa leo đạt năng suất 3 tấn một công đất với giá bán 6.000 đồng một ký, ông còn lãi trên 10 triệu đồng. Sau vụ đầu tiên, ông đã lấy lại nguồn vốn đầu tư nhà lưới. Sau vụ dưa leo, vụ đông xuân 2016-2017, ông Lượm tiếp tục xuống giống vụ khổ qua, năng suất ước đạt 1 tấn một công. Với giá khổ qua 15.000 đồng một ký, ông thu được 15 triệu đồng. Như vậy, qua hai vụ dưa leo và khổ qua, sau khi trừ chi phí, ông còn lãi gần 6 triệu đồng. Trồng rau màu trong nhà lưới với hệ thống tưới nước tự động giúp giảm công lao động, nhất là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Theo tôi thì trồng cái đợt dưa leo vừa rồi đó, thì cái vấn đề chăm sóc thì rất nhẹ, không có xịt thuốc lên sâu lần nào hết. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai, vấn đề là được tưới bét phun, đó là nó nhẹ cái vấn đề dân công của mình, dân công tưới. Đó, giải khoan rồi cái bật vô tư lên chỉ có 15 phút là xong, còn kêu mất tưới tay thì nó kéo dài thời gian. Để cây dưa leo và khổ qua thụ phấn trong điều kiện trồng trong nhà lưới, ông Lượm nuôi thêm 2 thùng ong mật. Ngoài việc thụ phấn cho cây, ông Lượm còn thu được tiền bán mật ong. Bên cạnh đó, dưới mương ông trồng rau nhút, loại rau này bán rất đắt trong mùa mưa. Khi trồng trong điều kiện tự nhiên, do mưa làm lá khép lại, lâu ngày cây không phát triển. Tuy nhiên, khi trồng trong nhà lưới, cây rau nhút phát triển bình thường. Mỗi tháng từ rau nhút, gia đình ông Lượm thu được khoảng 800.000 đồng. Như vậy, mô hình trồng rau màu trong nhà lưới đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cao. Hôm rồi thì tôi có trồng ở ngoài nhà lưới đó, thì một công nó khoảng 2 tấn. Nhưng mà trong nhà lưới vừa rồi tôi trồng công cũng được 3 tấn. Đó thì thấy hiệu quả nó rất cao. Đó là ngay chỗ mình chi phí dân công nó ít nữa, là thấy cái lợi nhuận nó cao hơn. Ngoài ra, mô hình có ý nghĩa trong thực tiễn việc sản xuất ra sản phẩm sạch, cung cấp cho thị trường, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Giải quyết được các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, không sử dụng thuốc hóa học, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường khỏi những tác hại của thuốc bảo vệ thực vật, giúp nông dân dần dần thay đổi tập quán áp dụng biện pháp sinh học trong phòng trị bệnh. Tích cực trong việc xây dựng chương trình sản xuất rau an toàn của tỉnh. Kết quả của mô hình giúp cán bộ địa phương cũng như nông dân dễ tiếp cận với các biện pháp quản lý tổng hợp trên cơ sở sinh học trong phòng trị bệnh trên rau màu, đặc biệt là trồng rau màu trong nhà lưới kính, có hệ thống tưới nước tự động, cũng là tiền đề cho sản xuất rau sạch và phát triển vùng chuyên canh rau màu chất lượng cao, tạo sản phẩm an toàn,
chất lượng, giảm sự ô nhiễm môi trường, góp phần tạo ra một nền nông nghiệp bền vững. Hiện nay, Bến Tre có diện tích trồng cây màu lương thực, thực phẩm khoảng 7.300 hectare, trong đó diện tích rau màu các loại chiếm đa số với trên 7.000 hectare, được trồng tập trung ở các huyện Ba Tri, Dòng Trơm, Bình Đại, Thạnh Phú, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành, thành phố Bến Tre. Nếu đầu tư phát triển trồng rau màu trong nhà lưới, không chỉ mang lại nguồn kinh tế lớn cho gia đình, xã hội, mà còn góp phần sản xuất ra nguồn rau với số lượng lớn và an toàn cho người tiêu dùng. Quý vị và các bạn nhận thức rõ vai trò và vị trí của công nghệ sinh học đối với phát triển kinh tế xã hội. Sau hơn 10 năm thực hiện chỉ thị số 50 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, Ban Bí thư đã đưa ra kết luận số 06 nhấn mạnh đầu tư phát triển công nghiệp sinh học là một ưu tiên phát triển kinh tế xã hội, là giải pháp quan trọng để phát triển một nền kinh tế xanh, bền vững. Đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2020, chủ động được phần lớn các loại cây giống phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với vai trò đầu tàu trong công tác quản lý phát triển khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nghiên cứu ứng dụng nhiều chương trình đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Trong đó, chú trọng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, nhất là thực hiện nghiên cứu nhân nuôi cấy mô, các giống cây trồng và hoa kiểng. Tháng 12 năm 2015, giai đoạn 1 của dự án khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn đã hình thành và đi vào hoạt động. Ngay từ khi tiếp nhận, trung tâm đã điều động 4 cán bộ kỹ thuật và thiết bị hiện có từ phòng công nghệ sinh học của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sang khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn để nhanh chóng triển khai hoạt động. Với phương châm nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng vào sản xuất thực tế và cho ra sản phẩm cụ thể có bao bì, nhãn hiệu và chất lượng tốt. Qua hơn 1 năm hoạt động, Trung tâm đã đạt được một số kết quả nhất định, nhất là lĩnh vực nhân nuôi cấy mô các loại giống cây trồng và hoa kiểng. Giống là một trong những yếu tố cơ bản góp phần phát triển nông nghiệp, là thước đo trình độ phát triển nông nghiệp của một quốc gia. Vì thế, trong công tác chọn giống và sản xuất giống, khi chưa được đầu tư thiết bị máy móc phục vụ nghiên cứu, khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn chỉ đủ điều kiện tập trung ứng dụng kỹ thuật nhân giống bằng nuôi cấy mô. Đây là phương pháp nhân giống cho ra số lượng cây lớn, đồng nhất về chất lượng, nhanh chóng và giá cả cạnh tranh đã được các nước có nền nông nghiệp phát triển ứng dụng. Trong công tác sản xuất giống cây trồng thì đã ứng dụng cái kỹ thuật nuôi cấy mô để sản xuất những cái giống hoa chất lượng cao như là hoa lan, thì đối với hoa lan thì vừa nhân giống những cái hoa đẹp mà theo nhu cầu của thị trường, thì cũng có tiến hành lai tạo để chọn ra những cái giống hoa mới. Đối với những cái giống hoa để phục vụ ngay cho địa bàn huyện Chợ Lách như là những cái hoa chậu, những cái hoa theo thị trường thì có là hoa dải yến thảo, hoa chuông, cúc đồng tiền, cúc mâm xôi. Thì đặc biệt là đối với cây cúc mâm xôi thì ở vùng địa phương của mình trước nay thì người ta cái làng nghề này người ta chỉ dùng những cái hôm giống cũ từ năm này qua năm nọ thôi, cho nên chất lượng nó rất là giảm. Khi mà ứng dụng được trồng cây cấy mô thì tới thời điểm này khu đã chuyển cho người dân trồng, thì người ta so sánh lại thì cái chất lượng rất là tốt. Hiện nay, các cán bộ kỹ thuật của khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn đã nghiên cứu, làm chủ được công nghệ nuôi cấy mô, sản xuất một số giống như hoa lan, hoa cúc các loại, hoa chuông, hoa dải yên thảo, thực dược, hồng môn. Khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn đã cung cấp 5.000 cây hoa cấy mô các loại, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Trong đó có gần 2.000 cây hoa chuông, 2.000 cây hoa dải yên thảo. Đặc biệt, khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn đã phục tráng thành công giống cúc mâm xôi. Đây là loại hoa được nông dân Chợ Lách trồng và tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Thông thường để trồng giống cúc mâm xôi, bà con cắt cành, trồng và lưu giống. Qua nhiều năm, giống cúc này ngày càng bị thoái hóa, hoa nhỏ, màu sắc không đẹp và dễ nhiễm bệnh. Cây cúc mâm xôi, cấy mô đã được chuyển giao cho người dân huyện Chợ Lách trồng trong vụ hoa Tết Đinh Dậu 2017, đến nay được đánh giá phát triển rất tốt. Bên cạnh cung cấp các giống hoa được nhân giống bằng nhân nuôi cấy mô phục vụ cho các làng nghề hoa kiểng Chợ Lách,
khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn còn làm chủ công nghệ nuôi cấy mô và bảo toàn giống một số loại cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu. Trong đó, đội ngũ cán bộ kỹ thuật đã đi đầu và đẩy mạnh công tác nhân giống các loại chuối cấy mô được khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt hàng. Trong đó, có các loại chuối cho năng suất cao như chuối Sim, chuối già Nam Mỹ, chuối già Philippines và một số loại chuối bản địa như chuối tiêu Bến Tre, chuối cao, chuối sáp, chuối lửa, chuối hột. Trong năm 2016, khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn đã sản xuất và cung ứng trên 12.000 cây chuối Nam Mỹ và chuối Sim, nâng tổng số chuối cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh hơn 40.000 cây. Không chỉ dừng lại ở đó, đội ngũ cán bộ chuyên môn khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn còn nghiên cứu nhân nuôi cấy mô các loại cây có khả năng phát triển trên vùng đất Bến Tre và các tỉnh có giá trị kinh tế cao như nha đam Mỹ, cây tiêu, gừng, nghệ đen, nghệ xà cừ. Nghiên cứu lai tạo nhằm tạo giống lan mới cho hoa đẹp, hoa lạ. Nghiên cứu tạo cây ớt đơn bội phục vụ cho công tác lai tạo giống. Kết quả bước đầu trong hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học đã được ghi nhận, nhưng mới chỉ hơn một năm, chưa thể đánh giá được hết hiệu quả. Mặt khác, trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu công nghệ sinh học còn thiếu, do chưa được đầu tư nên chưa thể triển khai được các nhiệm vụ theo yêu cầu. Trong một cái thời gian ngắn, chỉ hơn một năm hoạt động thì khó có thể đánh giá chính xác được cái hiệu quả nó mang lại. Cho nên là cần thiết phải đầu tư ở cái giai đoạn 2, bổ sung thêm trang thiết bị vật chất. Có như thế thì khu Cái Mơn mới có thể là có đầy đủ, thu hút được đủ cái nguồn nhân lực, vật lực, có đủ điều kiện để hoàn thành tốt hơn cái nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cũng như là chuyển giao các cái khoa học công nghệ cho người dân. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn đã đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, trong đó tập trung vào lĩnh vực nhân nuôi cấy mô. Phối hợp với các trường viện, mình nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng trong cái lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là ứng dụng những cái kỹ thuật di truyền, sinh học phân tử trong công tác chọn giống, thì mình sẽ chọn tạo những cái cây giống đầu dòng thuần chủng, sạch bệnh. Bên cạnh đó thì cũng sẽ nghiên cứu lai tạo một số giống cây trồng mới có những cái đặc tính như mình mong muốn, cũng tiếp tục ứng dụng cái kỹ thuật nuôi cấy mô để mình sản xuất những cái giống cây trồng hoa kiểng mà nó có giá trị kinh tế cao để phục vụ cho người dân của địa phương. Qua một năm hoạt động, trung tâm đã tập trung thực hiện mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện theo hướng hiệu quả bền vững, đảm bảo có đủ các điều kiện triển khai các nội dung sản xuất thực nghiệm kỹ thuật cao, tiếp cận nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ mới, làm chủ một số công nghệ hiện đại, góp phần thúc đẩy nhanh sự nghiên cứu khoa học công nghệ trong tỉnh. Đây là cơ sở để khu ứng dụng công nghệ sinh học Cái Mơn được tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 nhằm thực hiện mục tiêu phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện theo hướng hiệu quả và bền vững trên nền tảng phát triển công nghệ sinh học. Bạn chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau phát vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 5 tháng 3 năm 2017. Thân mến, chào tạm biệt.